kể cả cơ thể mình cũng vận hành theo cái quy trình này, đầu vào đầu ra rồi xử lý, đúng không ạ? Đầu vào xử lý rồi ra đầu ra, cơ thể mình vận hành theo quy trình này. Thế nhưng mà ở đây em muốn nói đến cái câu chuyện là đây là bộ não. Đây, nói đến câu chuyện về bộ não đây, em chấm. Thì cái bộ não mình đóng là một cái cục CPU, bộ vi xử lý. Bây giờ nó lên đến kho mấy rồi nhỉ? Máy tính là lên đến kho y mấy rồi hả? Y8 chưa? Các chị em ít biết rồi. Bây giờ này, đấy, bây giờ ở đây, cái này chính là cái bộ xử lý. Xử lý ở đây nha. Mà cái bộ vi xử lý này á, được đặt ở trên cao nhất, được đặt ở phần cao nhất của cơ thể. Tránh gì ạ? Tránh nước vào. Đúng không? Tránh nước vào. À, rồi đây input. Thế thì input đây là cái gì nhỉ? Hả? Câu chuyện của em nó sẽ là cái input, nó sẽ là cái que giò. Input đây này. À, input đây này là đây là input. Đây là input tác động vào. Yes. Đây, ta đang input à, tác động vào vào ra. Tức là ta đang kích thích, đúng không ạ? Gửi tín hiệu. Thì tín hiệu này sẽ chạy lên não. Nhớ nhá, bài này cần phải nhớ đây này, bài này sẽ ta sẽ quan trọng lắm đây này. Đây đang là cái cơ chế của phương pháp nha. Em đang phân tích cho mọi người cái chữ cái tên đầy đủ của phương pháp ạ, là diễn trần điều khiển liệu pháp. Thế thì ta đang phân tích cái chữ là điều khiển. Nãy giờ mình nói đến diện trần rồi đó. Diện là mặt đó, mặt với bề mặt da, còn trần thì là chẩn đoán đó. Đấy, biết được vấn đề qua da. Thế còn bây giờ ta đang nói đến cái phần còn lại của cái tên phương pháp là điều khiển liệu pháp. Thầy đổi cái tên này không biết từ năm 80 ạ. Hồi đầu diện châm mà sau đó còn năm mà thầy đổi thành diện trần. Và bây giờ thì gọi mình hay gọi tắt bằng cái tên ngắn gọn là diện trần. Nhưng thực ra là mình đang làm là điều khiển liệu pháp nha. Giờ phân tích cái điều khiển liệu pháp này. Kích thích, đúng không ạ? Tín hiệu. Rồi tín hiệu này nó đi lên đâu? Lên não. Lên não rồi thì nó sẽ, não sẽ xử lý và nó sẽ cho ra tín hiệu đầu ra là cái gì? Là cái gì chị Hương? Đau hoặc là không đau. Đau hoặc là không đau nó ngay ở đây này. Mà xuống này nó là hết bệnh, hết đau nhá. Hoặc là giảm đau. Đấy là output. Thì điều khiển liệu pháp đấy, thì điều khiển đây này. À, liệu là trị liệu, pháp phương pháp, phương pháp trị liệu bằng cách là điều khiển từ xa. Bây giờ chị ở nhà chị kênh chị hay xem TV không? Chị Hương, chị hay xem kênh gì? Ít xem. Chị ít xem, nhưng chị hay xem kênh gì nhất nếu xem? Trời ơi, suốt ngày xem với con à. Cái gì? Xem à, YouTube. Thế là không được cầm điều khiển à? Không được bấm. Em hay xem TV không? Không. Em xem thời sự. Thời sự kênh nào? VTV à? VTV mấy? VTV 1. VTV 1 ở nhà em là kênh số bao nhiêu? 4 1 đi. Không nhớ. Thế cứ gọi là kênh 1 đi. Thế TV với cái điều khiển này nó có dây không? Không dây. Trời ơi, không dây. Vậy mà cầm xong nhấn số 1 xong nó lên kênh số 1. Không ai đặt một câu hỏi là ủa sao nó lại lên được nhỉ? Chỉ mặc định này, trong tiềm thức thôi. Ồ, tin luôn. Cầm cái điều khiển nhấn lên cái điều hòa cách xa cả 10 mét nó lên, nhưng chả ai thắc mắc gì cả. Cứ như là mặc định trong đầu mình là nó sẽ output của nó sẽ là ui dồi mát cái, mở cái. Tại sao không ai đặt câu hỏi? Thế mà tôi input ở đây. Anh hết đau, anh bảo ý không phải là tại em do em làm đâu. Đúng không chị Hương? Rất nhiều người sao ơi không tin. Thì cái đó là do gì? Không tin bởi vì không biết. Không biết thì người ta không tin. Vô tri bất mộ. Đơn giản đúng không ạ? Thì mình hiểu là tại sao họ không tin đi đã.
thương không, không hiểu thương không, thôi đừng trách họ làm gì cả, nói thôi từ từ giải thích, giảng giải thì hiểu thì sẽ tin. Cho nên là diện chẩn mà đến được với ví dụ chị Hương, tại sao mà có những người buồn cười lắm, học học trò đến lớp nói cô ơi, em về em làm mà chồng em với lại bố mẹ chồng em phải giấu em đi học ấy, cứ mà bảo là đi học diện chẩn là chết ấy, không bao giờ cho đi đâu, bảo là cái này nhố nhăng học cái gì mà mê tín vớ va vớ vẩn chạm chạm trên mặt mà cứ kêu là chữa bệnh, không thuốc làm sao mà hết bệnh được. Đó. Thế tại sao lại có rất nhiều người giống như chị Hương, người ta có thể tổ chức cả một buổi nói chuyện cho cả công ty của họ, cả một cái phòng nhân sự của họ, cả một cái phòng HR của họ. Riêng người nào mà làm về công đoàn họ tổ chức cái đấy dễ ngon ơ à. Tại vì chị họ chỉ hiểu rằng là họ cần một người có thể giảng giải, biết cách giảng giải, đơn giản vậy thôi. Thì khi giảng giải thì người ta hiểu được rồi thì người ta mới tin. Hoặc là chả cần giảng giải gì cả, cứ đẻ ra chữa. Không tin thì tin, khỏi rồi còn đâu đúng không? Đúng không? Trừ khi vẫn có những người quá cứng đầu. Thì thôi, muôn hình vạn trạng đúng không ạ? Phước mỗi người, người nào hiểu thì tự người đó hưởng. Cố gắng hơn là mô việc hơn là tự động tin. Ở đây là em đang giải thích cái gì ạ? Đang giải thích cái cơ chế remote, đúng không? Cơ chế remote là điều khiển từ xa. Thì diễn chuẩn dùng cái này. Đúng này, chữa đau chân cũng trên mặt. Chữa viêm âm đạo, viêm tinh hoàn cũng trên mặt. Từ xa. Nó tuân theo bao nhiêu cơ chế, thế giới làm ra cái điều khiển tivi, điều khiển điều hòa, điều khiển quạt. Còn Việt Nam mình thì chế ra cái này, cái điều khiển từ xa này. Chỉ cần nói đơn giản vậy thôi, đúng không? Việt Nam mình phục vụ được cả nhân loại, từng người một, đấy, từng con người một, từng tế bào, từng đó, từng nhân một trong xã hội. Còn kia thì những người em là điều khiển điều hòa là không phục vụ được đó. Em đâu dùng điều hòa đâu. vô dụng. Bài ngày hôm sau á thì mình sẽ đi thêm một chút xíu nữa về những cái câu chuyện về thầy Bùi Quốc Châu, về các cái phát minh của thầy. Em sẽ giới thiệu sơ với mọi người để mọi người biết có một cái nhìn tổng quan. Thế còn cái bài ngày hôm nay mình dừng ở đây. Thực ra khi mọi người đi học ở ngoài thì tại sao cái chương trình rất là ngắn, vì mọi người không có kể cho mọi người nghe dài dòng những cái này đâu. Ai mà hơi đâu mà nghe cái này, muốn đi thẳng vào chữa bệnh như thế nào, ai cũng háo hức chữa bệnh. Nhưng mà riêng em thì em lại rất hứng thú, rất say sưa. Và đây giống như là cái cốt lõi mà cái người học á, bởi vì học cái cách tác động kỹ thuật á, mọi người học được la liệt trên mạng. Em thấy đúng không? Học rất dễ, chữa mất ngủ như thế nào, chữa hết đau lưng như thế nào, trên mạng chỉ hết rồi. Cái mà người ta cần học là truyền được cái cảm hứng và cho người ta hiểu được tận gốc, tận rễ, tận sâu, tận xa. Đấy. Chứ không phải là cái tâm mơ ở bên trên. Học chỉ cần hiểu được cái nguyên lý thôi. Bởi vì diễn chẩn nó là cái gì đó, nó quá dễ, nó quá dân dã rồi, ai cũng làm được rồi. Cho nên em chẳng có gì để dạy đâu. Dạy là phải dạy cái gì đó nó khác một chút. Nó phải dẫn dụ con người ta phải yêu trước đã. Yêu rồi thì làm gì cũng sẽ làm. Đơn giản vậy thôi. Và bài hôm nay em xin dừng lại ở đây. Hy vọng là như em nói ban đầu là các anh chị hiểu được cái nguồn gốc và tìm được cái sự khác biệt, là cái mà mình chưa biết về diện chẩn, và hôm nay nó mở ra một chân trời mới. Và chúc mọi người là mỗi một ngày học đều là một ngày vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay mọi người nghe lắng nghe say sưa quá. Làm cho người nói á, làm cho người giảng á cũng thấy thích thú và nói được nhiều cái mà ở lớp các những lớp khác không có nói hay như vậy đâu. Cảm ơn cô.